Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Đàn Kênh đây. Và hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 6 của cái khóa học tự học lập trình SWAT 3.0 này nha. Thì trong bài học hôm nay chúng ta sẽ học một phần giao diện nhỏ trong cái giao diện SWAT. Đó chính là giao diện trang phục, phần giao diện nhỏ trang phục. Thì các bạn biết ấy, thì trong bài 1, bài 2, bài 3 của khóa học này thì mình để nhắc đến và chỉ cho các bạn từng phần trong cái giao diện SWAT này rồi. Nhưng hai phần này chưa được tìm hiểu kỹ cho lắm nên chúng ta sẽ bắt đầu từ trang phục trước và bài sau chúng ta sẽ bắt đầu từ âm thanh. Giờ nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn nhớ nhấn like, share, subscribe hoặc là nếu các bạn thắc mắc gì vậy thì các bạn hãy comment ở dưới phần nhận xét và mình đáp lại nha. Giờ bắt đầu nè. Thì đây là phần thiết kế trang phục. Và đây nó có rất là nhiều cái khiến cho chúng ta chỉ nhỏ hay gì đó rất khó hiểu. Nên đấy mình sẽ coi như là chỉ chia nó là ba phần chính trong cái giao diện. Thì phần thứ nhất là đây, phần trong viên màu đỏ đây à, thì chính là cái phần danh sách các trang phục cái đối tượng. Thì các bạn thấy mình đang chọn đối tượng đó là slide 1, mình sẽ chuyển cho nó là con mèo. Đây con mèo rồi. Giờ ấy chúng ta đang xem trang phục của đối tượng con mèo. Thì các bạn thấy trong này chúng ta có danh sách đúng không, là phần chính thứ nhất à. Chúng ta thấy nó có số 1 và số 2, hai cái ảnh. Đây là ảnh trang phục thứ nhất của nó và ảnh trang phục thứ hai nó. Thì mỗi khi chuyển cái trang phục ấy thì chúng ta sẽ thấy trên màn hình, nhìn trên màn hình này. Thì mỗi khi mình chuyển thì nó sẽ thay đổi hình dáng của nó, giống như nó đang đứng bình thường. Còn đây là hình khi mà nó nhảy hay nó đi gì đó. Thì đó, thì đó là cái phần thứ nhất. Và lúc đó chúng ta sẽ thấy ở dưới nó có cái nút gì đó, hình thú cưng với dấu cộng ở trên đây. Thì đây là nút để mà chọn để tạo ra một cái trang phục mới cho mèo. Chúng ta thấy trang phục này không có, hai trang phục thiết kế này không có được ấy, thì chúng ta muốn chuyển nó thành hình bơm cũng được. Thì chúng ta nhấn thay đổi trang phục, chúng ta chọn vĩ không, chúng ta chỉ có bốn cái nút này. Thì cái dưới cùng ấy nó sẽ là thay đổi trang phục. Thì khi nhóm này thì SWAT nó sẽ chuyển lại cho chúng ta cái một thư loạt, hàng loạt thư viện các trang phục mà trong chương trình, trong phần mềm lập trên SWAT có sẵn rồi, chúng ta họ thích và chúng ta sáng tạo. Như đây chúng ta không muốn con mèo kia mà chúng ta muốn cái con ngòi tên này, chúng ta có thể nhấn vào click. Thì đây chúng ta đã có trang phục thứ ba và tên là Gobo Air. Ở phần chúng ta thấy cái chữ trang phục Gobo Air ấy là tên nó. Chúng ta có thể thay đổi tên bằng cách nhấn vào và chúng ta thay đổi này, giống như người ngồi hành tinh, người ngồi hành tinh Gobo, người ngồi hành tinh đấy. Và ở chúng ta sẽ thấy thông tin ở dưới cái ảnh đó. Đây có chữ người ngồi hành tinh Gobo, do chữ quấy ai nó sẽ đặt ba chấm đây. Và chỗ đây ở dưới nữa ấy, nó sẽ ghi 93 nhân 109. Thì nếu các bạn không biết nó là gì thì mình sẽ nói luôn. Nó là cái phần kích thước của nó, nó sẽ được hiển thị dưới đây luôn. Phần 93 bên trái nó sẽ là độ dài của nó, còn 109 ấy là độ cao của nó thiết kế. Rồi giờ chúng ta chọn cái thứ hai, đó là vĩ. Nếu mà chúng ta không tìm được cái gì trong cái thư viện mà chúng ta muốn ấy, thì chúng ta nhấn đây để chúng ta có thể vĩ những gì chúng ta muốn. Nhưng mà còn cái phần mà vĩ ấy thì đợi cho mình sẽ nói sau. Còn nếu các bạn muốn mà tạo ra sự bất ngờ, các bạn không biết nên chọn trang phục này trong cái thư viện SWAT ra sẵn, chúng ta có thể nhấn vào bất ngờ, nó sẽ trừ thêm một cái trang phục này đó ngẫu nhiên trong cái thư viện đấy, như thế như vậy đấy. Rồi
Thì phần cuối cùng ấy, nếu chúng ta không muốn kẻ bé ấy thì chúng ta có thể tải trang phục mà mình có sẵn hoặc mình tự tải xuống mà mình muốn ấy, mình nhấn vào nó sẽ ở khu này. Và chúng ta chỉ cần, nếu mà mình muốn cái bờ phóng mà không có, chúng ta nhấn đó, nhấn đây, chúng ta sẽ tìm ra cái khu mà nó có, rồi chúng ta tìm cái nhấn click chuột vào cái ảnh mà chúng ta muốn thêm vào và nhấn nút open. Thấy không, của mình đã đại diện là cái phần bờ phóng đúng không ạ, cái thứ mà mình đồng muốn luôn. Nice rồi. Và nếu xóa muốn xóa thì chúng ta nhấn vào cái trang phục đó, mình có nút xóa đây, xóa xóa và xóa. Rồi giờ mình muốn vẽ, giờ bây giờ là mình lúc muốn vẽ cho mình không có mấy cái trang phục này thì ấy, mình sẽ nhấn vào và nhấn nút vẽ tự tạo cái trang phục mới chấm để chúng ta có được thỏa thích sáng tạo. Và giờ chúng ta sẽ tới cái phần thứ hai, đó chính là cái phần này, cái phần mà chúng ta giúp chúng ta vì ấy giống như band ấy. Thì có thể mấy em chị nhỏ nào thì cũng có thể để dùng band, học được band trong cái mấy em tiểu học lớp 3, lớp 4, lớp 5. Và đây nó strat nó cũng giống như band. Giờ đây chúng ta, nhưng mà trong đây nó sẽ đơn giản hơn, trong đây nó sẽ có 9 phần đây, 9 cái phần rồi mà chúng ta có thể vẽ thì thích với mấy cái ca đặt ở trên. Chúng ta sẽ xuống dưới mấy cái phần vẽ ấy. Thì cái đầu tiên nó chính là cái tròn, thì cái đây nó sẽ cấp, nó sẽ bao bôi đen và chọn mấy cái ảnh nào có trong cái thiết kế, chúng ta có thể điều chỉnh cái đặt trên đây. Còn cái thứ hai là cái cầu vĩ, chúng ta có thể vĩ ra vị trí gì đó đấy, chúng ta vĩ cái mặt cưa này thì chúng ta nhấn vào chọn ấy, mình nhấn vào đấy, các bạn thấy không, giờ chúng ta có thể chọn được, nếu ra nhấn giữa thân màn hình nói, chúng ta nhấn giữa chỗ thân à, thì nó đấy, thấy nó tự di chuyển, chúng ta không muốn nó dây, chúng ta muốn nó kiểu dây đấy, được rồi. Nó có thể nhìn xuống dưới, nhìn lên xuống trái phải vui. Còn cái phần mấy kia mấy dấu chấm ấy ở xung quanh ấy, nó chỉ có đây bao nhiêu ta, 1 2 3 4 5 6 7 8, chỉ có 8 dấu chấm. Thì mấy dấu chấm ở giữa thân này à, ở chỗ biên, nó chỉ kéo dạng cái độ dài với độ cao của nó đây đấy, muốn nó dài hơn thì như vậy, muốn nó thấp hơn thì như vậy. Còn cái phần này thì nó chỉ có thể chỉnh cái độ to của nó với cả mặt độ cao và độ dài một cách tùy chỉnh, một cách công bằng. Nhưng nếu chúng ta không muốn công bằng thì chúng ta nhấn nhiều lúc shift và nhấn, thấy không, chúng ta có thể thay đổi hình dáng bất cứ lúc nào chúng ta muốn. Rồi nhưng mà nếu các bạn thấy được rồi, các bạn thấy cái nó không ở một hướng thích hợp ấy, chúng ta có thể nhấn này ở dưới cùng, mình nhấn và quay. Rồi chúng ta đã tạo thêm một người mới, chúng ta sẽ gọi đây là người lửa, nhưng nó có một tím thì chúng ta muốn cho nó không một tím ấy, thì chúng ta sẽ nhấn các cái phần tô ở trên đây à, mình nhấn vào và chúng ta đã sẽ có ba phần này hơi phức tạp xíu. Đây là phần màu, chúng ta sẽ chuyển đổi màu đó, thì chúng ta muốn đổi màu đỏ ở đây nhưng mà chúng ta thấy cái màu thì nó nhạt quá, thì đây là độ bão hòa, chúng ta sẽ chỉnh độ bão hòa xuống dưới lên đấy, hay nó đậm lại hay nó hết nhạt, nhưng cái điều này nó hơi đậm quá thì đây là độ sáng nó tối á, chúng ta chỉnh cho đây lên cao nhất có thể. Và chúng ta thấy nó đã tạo được một cái lửa hoàn chỉnh. Và chúng ta chiều cũng sẽ chỉnh cái mắt của cái miệng màu đỏ luôn, chúng ta nhấn nhiều chỗ, chúng ta bôi đi ăn đấy, thấy cái hình chữ nhật bé tròn chưa, bôi đi ăn. Rồi chúng ta nhấn tô, chúng ta chỉnh cái mông đấy, được rồi. Cái phần viền ấy thì nó chỉ dành cho ba cái công cụ là dòng, phần đoạn tạo là đoạn thẳng, tạo là hình tròn với tạo là hình chữ nhật. Thì đây chúng ta thấy cái phần đổi hình dạng không, cái phần đổi hình dạng ấy là cách thử do là bạn không muốn cái miệng như thế này, thì chúng ta nhắm với một cái đối tượng này mà chúng ta có thể chỉnh sửa được ấy.
chúng ta đã ví bằng mấy cái đây rồi thì nó chỉ hiện là cái này, mấy cạnh này. Rồi nhắn nhiều chúng ta kéo lên thì nó sẽ thay đổi hình dáng. Ngoài chúng ta sẽ lép cộng nó. Thôi chúng ta làm muốn lép cho nó nói. Đấy, chúng ta thấy nó nói rồi đúng không? Nhưng mà không được, chúng ta muốn tạo thêm cái ở đây, chúng ta nhắm vào biển. Đấy, tạo thêm cái mới, chúng ta đợi. Đấy, được rồi. Rồi, giờ chúng ta sẽ xóa hết đi. Mình coi như xóa hết đi. Oh, sorry. Chúng ta cắt thử bôi đi ăn, sau đó chúng ta nhấn nút delete. Hoặc là chúng ta cái nút đây à, xóa ở trên này. Thì các bạn không biết ấy, thì nó có phần lật ngang. Chúng ta có thể lật ngang nó lại. Hay là lật dọc. Nó thành một ai đó khác rồi. Và cái phần này là cái phần đưa lên phía trên cùng. Nếu mà có mấy cái gì mà nó chia ấy, như như thế này à, chúng ta mình đặt màu cho xanh cho nó phân biệt, chúng ta vỉ đấy cái gì chia cái viên màu đỏ mà chúng ta copy mấy cái phần màu đỏ mạch của mình đấy, rồi nhấn đưa lên trên cùng, đưa đưa lên đây à. Đấy thì các bạn thấy ấy, thì nó để lên trên cái viên màu xanh không có ở trước nữa. Rồi giờ muốn xóa ấy, chúng ta có thể dùng cái này để xóa, chúng ta kéo đấy, chúng ta xóa biến mất đấy. Rồi giờ chúng ta sẽ tới cái phần chữ à, chúng ta muốn thêm chữ chúng ta nhấn đây, nhấn chữ và chúng ta ghi chữ I love stretch, rồi nhấn xong đã sử dụng lại đây đúng không? Có chúng ta chỉ nhận lại nó có cái phần chỉnh ở đây, cái đây là cái phông chữ thì các bạn đang dùng vợ thì các bạn cũng biết rồi đấy, là chỉ chỉnh cái phông chữ. Nhưng chúng ta chỉ có thể chỉnh được mấy cái phông chữ mà stretch có sẵn không, chứ không thể chỉnh thành phông chữ mà nó có trong chúng ta muốn khác mà chúng ta muốn ấy. Nhưng mà maker đấy đẹp, hoặc là hand driving hoặc là pixel như vậy. Nhưng có một điều lưu ý ấy là nếu mà chúng ta muốn chỉnh lại, chúng ta nhấn, chúng ta chọn cái mang bè, chúng ta nhấn lại thì chúng ta có thể chỉnh lại không. Nhưng lưu ý nha, nếu chúng ta ghi tiếng Anh ấy thì nó có thể bị hư á. Đấy, chúng ta ghi ô được đúng không, nhưng chúng ta xem dấu sắc ấy thì nó chỉ chữa, nó không phải pixel, nó không phải kiểu mấy cái hình vuông nữa, mà nó chỉ làm cái hình cái chữ bình thường, nha, nó không có hỗ trợ mấy cái chữ kiểu vậy nha, lưu ý cho các bạn. Còn cái phần này là phần dòng, phần hình tròn với phần hình chữ nhật mà mình nói, nó có thể tô màu bên trong. Giờ mình nhấn, chúng ta không thể tô được nên chúng ta chỉ có viền. Giờ đây là đồng thẳng không có kia. Chúng ta sẽ chỉnh đây nha, xem đây. Chúng ta về mình vừa nói với các bạn, đây là cái phần kích thước cái nét vỉ, độ to của nét vỉ. Chúng ta muốn đặt 10 vậy. Đây nó to. Còn không ấy, còn nếu chúng ta không muốn vậy thì ấy, chúng ta có thể làm như thế này, chúng ta có thể chỉnh kích thước lại thành 5 và đấy nó nhỏ lại. Chúng ta kéo thẻ và giữ nha thì nó sẽ dây thẻ đấy, tạo ra một cái đồ thẳng mới. Nhưng ấy, nếu chúng ta muốn vị cho nó thẳng heo ấy thì chúng ta nhấn giữ shift và chúng ta kéo thì thấy nó thẳng không, đấy nó không có bị méo méo nữa. Chúng ta thẻ, chúng ta muốn tạo cái đồn thành khác thì chúng ta có thể tạo họ thích. Nhưng ấy, có cái phần mà chúng ta muốn là nếu chúng ta muốn tạo một đồn thành, chúng ta muốn tạo một cái à. Đấy, chúng ta thấy cái nút không, chúng ta nhấn và chúng ta đợi vậy, mình đợi vậy. Rồi mình muốn tạo hình tam giác như vậy đúng không, mình thấy cái nút nữa, mình nhấn, mình kéo đúng nút đây. Đấy, nó là tạo hình tam giác. Nhưng mà cái này ấy không thể tô màu được nha. Đợi coi thử tô màu được. Đấy, nếu các bạn ghép hết thì các bạn có thể tô màu. Đây là phần tô chính của nó. Đấy, có thể, chúng ta có thể tô bên trong và thay đổi màu của cái viên luôn. Chúng ta thay đổi màu thành màu màu vàng đi. Đấy, được đấy. Giống như cái biển báo. Và còn đây hình tròn, chúng ta có thể kéo thẻ đây, hóa tạo ra một cái hình. Chúng ta đặt cho đây màu đen, ở đây cũng là màu đen. Như vậy, nhưng mà chúng ta thấy mắt không chỉnh đấy, chúng ta tắt đi.
chúng ta nhấn chuột bôi điện nó. Vậy chúng ta thấy cái gì đây không? Cái này xem chép mình nhấn vào, nó giống như là tạo ra bản sao mới của nó. Chúng ta nhấn nút dán lại nó sẽ tạo ra cái mới, thấy kích thước rõ ràng rồi. Chúng ta kéo thì chúng ta làm sao cho nó đúng vị trí đấy, như vậy. Và mình sẽ tạo ra cái mắt màu trắng luôn. Đấy, như thế này. Rồi giờ chúng ta muốn tạo cái miệng, nhưng mà miệng của chúng ta muốn hình vuông thì chúng ta sẽ nhấn vào cái phần hình chữ nhật này. Nên nhấn, chúng ta có thể thay cái viền này, chúng ta nhấn giữa. Chúng ta muốn hình vuông ấy thì chúng ta có thể nhấn nhiều nút shift để chúng ta có thể dùng hình vuông. Rồi chúng ta đã tạo được, nhưng có điều là cái viền hơi nhỏ, cái viền màu đen ấy chúng ta có thể chuyển nó to lên bằng cách thay đổi kích thước nó, nhưng mà đừng có thay quá chứ không thì cái miệng nó sẽ sao ta hư ấy. Rồi đấy, chúng ta đã tạo được. Và như thiếu cái gì đúng không? À, cái lưỡi. Ha. Buồn vơn. Rồi, đấy, chúng ta đã tạo được một cái nhân vật cho riêng mình, hình tam giác. Thấy nó xấu. Rồi, chúng ta muốn tô, còn cái phần này mình chưa nói tới là phần tô. Chúng ta có thể tô lại cái viền, tô lại cái phần trăm. Như vậy. Thôi mình không thích dây nữa đây, mình thích cho nó như dây. Và cái miệng nó vẫn màu trắng, chúng ta muốn chúng ta có thể chỉnh cho nó màu khác. Rồi đây chúng ta có thể chỉnh như như vậy ấy. Coi giống như chúng ta chỉnh màu khác đây. Rồi đó, nó càng xấu hơn lúc nãy. Rồi giờ các bạn thấy mấy cái kích, giờ các bạn biết cách chỉnh mấy cái phần này chưa? Nhưng ấy, có lúc chúng ta muốn kéo hết cái mặt qua chỗ khác ấy, thì đây là kéo mỗi cái phần tam giác, thế kéo đây không được, phải bôi đen hơn kéo nha. Nhưng mà chúng ta cứ làm vậy hoài thấy nó mỏi mỏi. Chúng ta muốn nhóm nó lại thành một cái nhóm, đỡ lúc nào chúng ta muốn di chuyển làm gì nó chỉ cần nhóm một cái clip và chúng ta kéo thẻ thôi, khỏi cần bôi đen thì nó vẫn sẽ tất cả mấy cái mặt này nó sẽ di chuyển. Chúng ta bôi đen hết, chúng ta nhấn vào nút nhóm mà thì nhóm lại. Rồi mỗi khi chúng ta nhấn clip một cái là chúng ta kéo đấy, thấy không, đây là di chuyển tới một vị trí khác một cách khỏi an toàn, khỏi có mỗi đi nhanh tay. Còn nếu chúng ta không muốn ấy, chúng ta có thể nhấn nút hủy nhóm và chúng ta chỉ có thể kéo được một cái thôi. Rồi đấy, giờ như như vậy nha. Ô rồi đó. Giờ ấy các bạn thấy cái nút chuyển hình bitmap dưới không? Các bạn nhấn vào thì nó chuyển thành màu, nó chuyển thành hình vuông hết rồi ạ. Cách điều nó hơi nhỏ thôi. Còn ba cái nút này ấy, là nút thu nhỏ, phóng to với cái banh. Cái để giúp chúng ta mà có thể phóng to lên cái màn hình để chúng ta có thể nhìn thấy là chúng ta vì được. Cái phần bitmap này nó chỉ có 8 cái, cũng như cái lúc nãy thôi. Nó chính là phần bút cò vĩ như chúng ta biết, nhưng nó chỉ là viên hình vuông và cái phần dòng và phần hình tròn, phần hình vuông và phần chữ, biết rồi đấy. Và hoặc là cái phần tô màu, nhưng mà phần tô màu này rất là khác nha, không giống như cái trước. Khi tô màu ấy thì chúng ta thấy không, nó bị chia à, nhưng khi chúng ta nhấn vô đây nó sẽ bị tô theo. Còn nếu chúng ta muốn màu đỏ ấy, nó sẽ hết màu đỏ, hết cả cái phần miệng thành màu đỏ luôn, nó không giống như cái trước. Thì các bạn nào tin mắt thì các bạn xem thử nha, cái nào khác trong cái việc tô màu phần bitmap về vector rồi nói cho mình biết nha. Còn phần tẩy á, phần tẩy cũng khác đó. Đây thấy không, tẩy một lần này thẻ mất. Và cuối cùng là cái phần tròn, cái phần này hơi mới à, mà cái phần vector không có. Rồi nhắn là vậy, chúng ta giống như chúng ta bôi, nhưng mà chúng ta không phải bôi đi cả cái khu đó. Khi chúng ta làm vậy cho biết tôi, khi chúng ta làm vậy thì nó sẽ bôi đen hết, bôi đen kia hơn tạm giác, nhưng không, cái đây không, nó bôi thấy không, nó chỉ bôi cái phần trong ô vuông thôi, cho có bôi hết cái đối tượng và chúng ta kéo vô là hay không, nó bị mất xóa.
Nó bị mất một cái cành rồi. Thì chúng ta sẽ có thể bù đắp lại nó bằng cách vĩ lại thêm cái viên rồi, và chúng ta muốn cho nó chịu ăn bé tô lại thì chịu, nhưng trong lúc đó thì chúng ta không thể, nó sẽ ghép lại thành một cái đối tượng luôn, không phải do nó nhóm lại, là do khi mà từ bitmap chuyển sang vector ấy, nó sẽ nhóm lại thành một cùng một lúc luôn. Lúc đó chúng ta sẽ không thể chỉnh sửa cái mask như cái gì được, nó không thể tô được. Đây chúng ta muốn tô không thể tô được đấy, nên mình nói với các bạn vậy. Rồi rồi giờ chúng ta có thể sẽ vẽ vài thứ giống như cái thân à, cái thân à, cái tay à, với cái chân như vậy. Rồi vậy là chúng ta đã học xong một cách làm trang phục. Thì nếu mà muốn làm kia, nếu mà các bạn muốn làm phi thi ở, các bạn có thể vẽ một cái thiên thi theo ý muốn bạn, theo cái màu với cái viên mà mình mới chỉ cho các bạn, rất là đơn giản đấy, giống như kia phi thiên à, phi thiên đấy, giống như phi thiên vậy. Mà thấy cái đây ít quá, chúng ta dùng đây à, chúng ta thay đổi kích thước nó cho nó bị cong đấy, nó thành phi thiên rồi, giống như các bạn muốn ấy. Nhưng mà nếu mà các bạn thấy không vì đẹp thì các bạn cũng có thể tải cái ảnh á, phi thiên xuống dưới, xong rồi các bạn dùng đây à, tải trang phục lên như vậy. Rồi bây giờ video ở đây cũng xong rồi đấy, thì hôm nay chúng ta chỉ học được cách dùng trang phục trong Strat rồi nha. Thì nếu các bạn nào không hiểu ấy, hay là thắc mắc ấy, thì các bạn hãy comment ở dưới phần nhận xét để mà mình đáp và mình hướng nhỏ cho các bạn nha. Bây giờ xin chào các bạn và bye bye nha. Bye bye.